Khi mang thai, hầu hết các bà mẹ chỉ chú trọng đến việc ăn uống và bảo vệ dạ dày của mình để nạp đủ chất cho thai nhi phát triển và tránh hiện tượng táo bón, trĩ. Tuy nhiên, bên cạnh dạ dày còn có những bộ phận khác trên cơ thể cũng cần bảo vệ rất cẩn trọng để tránh nguy cơ mắc bệnh hoặc bị chấn thương. 1. Răng miệng. Khi mang thai, rất nhiều bà mẹ than phiền về chứng bệnh răng miệng khiến họ gặp khó khăn trong việc ăn uống, nuốt thức ăn. Thực tế là khi mang bầu, các mạch máu giãn ra khiến mẹ bầu rất hay bị viêm và chảy máu chân răng. Họ lại lo lắng không dám sử dụng thuốc vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, khi có bầu, người mẹ cần đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh răng miệng sạch sẽ sau khi ăn. Mẹ bầu cũng nên chú ý, không nên ăn các thực phẩm ảnh hưởng không tốt đến răng nướu, đặc biệt là những đồ ăn nhẹ không lành mạnh. 2. Da mặt. Da mẹ bầu dễ bị thoái hóa hơn do các yếu tố sinh lý. Thêm nữa, khi bầu bí, các mẹ rất hay gặp các vấn đề về da như mụn trứng cá, nám, sạm da. Chị em thường hay khuyên nhau không nên sử dụng các sản phẩm làm đẹp lúc mang bầu. Tuy nhiên, thời gian này mẹ càng cần phải chăm sóc da cẩn thận hơn bằng những sản phẩm tự nhiên, dành riêng cho bà bầu, không gây kích ứng và an toàn với mẹ bầu. Có rất nhiều chị em không chịu chăm sóc da khi mang bầu, gây ra những hậu quả đáng tiếc như những vết thâm, nám, sẹo, khiến cho mẹ giảm nhan sắc đáng kể sau sinh và cũng rất khó để khôi phục lại nhan sắc. 3. Lưng. Một số bà mẹ thường kêu đau lưng, nhức mỏi lưng sau khi sinh rất có thể vì mẹ không chú ý chăm sóc bộ phận này từ khi mang bầu. Khi bụng bầu ngày càng lớn dần thì lưng cũng bị tăng gánh nặng, đặc biệt là vùng thắt lưng. Vì vậy vào những tháng cuối, mẹ nên sử dụng đai hỗ trợ nâng đỡ bụng bầu. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên cần chú ý đến vị trí nằm. Nằm ngửa ở quý 2, quý 3, thai kỳ sẽ khiến lưng tổn thương và bị đau hơn. 4. Hông. Hông của người mẹ khi mang thai sẽ chịu trách nhiệm nâng đỡ bụng bầu. Vì vậy, khi thai nhi càng lớn, sẽ khiến vùng hông chịu lực lớn gây nhức mỏi, đau đớn. Cảm giác đau đớn sẽ xuất hiện khi mẹ đứng, ngồi, thậm chí là nằm hay xoay người cũng đau. Để hạn chế tác dụng phụ này, mẹ bầu nên tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày. Lưu ý những bài tập dành cho hông sẽ giúp bớt khó chịu, đau đớn hơn. 5. Đầu. Đau đầu là dấu hiệu phổ biến ngay khi mẹ mới có thai. Triệu chứng này có thể kéo dài trong suốt những tháng đầu thai kỳ do sự thay đổi của hormone. May mắn từ tháng 4, triệu chứng này sẽ giảm dần. Khi bị đau đầu, mẹ không nên dùng thuốc bừa bãi mà chỉ nên dành thời gian nghỉ ngơi. Nếu tình trạng quá nặng, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Khi bắt đầu mới mang thai, cơ thể mẹ bầu sẽ có rất nhiều những thay đổi. Vì vậy, không chỉ với 5 bộ phận trên mà mẹ bầu cũng cần lưu ý và chăm sóc thật tốt toàn diện cơ thể để có một thai kỳ khỏe mạnh.